Chào tất cả anh em đến kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay đăng clip để tâm sự với anh em cái này, và thật sự cái này viên thiệt anh em luôn nha. Anh em chơi trong người của mình đó thì anh em cũng biết rồi, có những cái dòng nó sẽ có những cái bộ phụ tùng nó sẽ hết hàng, và có những bộ phụ tùng nó sẽ còn tồn kho. Nhưng mà anh em nghĩ đi, tồn kho nó bán mười mấy hai chục năm nay thì làm gì gì mà bây giờ còn tồn hoài để bán anh em. Xin hứa với anh em cái số lượng tồn nó ít lắm, nó không có nhiều mà để bán hoài đâu. Mà bây giờ anh em nghĩ đi, cái gì mà tồn, cái gì mà tồn mà lúc nào cũng có thì cái tồn cái gì mà tồn. Nói thật sự với nếu nếu mà anh em mà chơi đồ tồn kho, anh em mua đồ mới đi, anh em chơi đi cho nó lành thì nó rẻ hơn gấp 3 lần, mà nó hẳn là mình không bị đâm đó cho nó lành. Còn không anh em đi mua đồ thô xe anh em chơi, chứ anh em đừng chơi mua đồ tồn. Còn bây giờ mạnh chiên áo đi, mạnh chiên áo thì nói về cái vụ áo đi. Thì hôm nay bữa hôm mình có lên một cái hội mình coi, thì có một cái thằng đó kêu bằng thằng luôn nha, nó thật sự là tại mua mua gian bán mặn thì không có kêu bằng gì đó ngoài cái chữ thằng đó. Là cái thằng đó nó đăng một cái dàn áo xanh nhớt 99, nó hô là tem zin sơn zin. Sơn zin hay không mình không cần biết, nhưng mà cái tem đó không phải là tem zin. Nó đang bán chắc cũng, nếu mà dàn áo đó nó bán chắc cũng hơn mười mấy củ, có à, mười mấy củ đó. Cam kết với anh em chỉ đúng cái tem của cái bửng ngoài đó là tem zin, còn nguyên cái tem mà dàn áo đằng sau là tem lô, nó hẳn là tem lô luôn đó chứ không phải là tem zin. Thì cái vấn đề mà tức ở đây không phải là tức về nó đang nó bán, ok, cái chuyện của nó làm gì cũng làm. Nhưng mà có một anh chơi xe, có nói chung là ảnh chơi xe anh có tiếng lắm đó, anh có tiếng lắm thì nhiều anh em cũng biết. Ảnh anh vô anh úp cái bài của thằng đó, anh xuống bình luận á, anh úp không hiểu nói chi vậy. Thà cái đó đúng là tem zin thì anh úp không có nói nó. Bây giờ anh có tiếng anh úp, có nghĩa là anh chứng minh ở cái bài của thằng đó nó nói đúng sự thật là tem zin sơn zin. Anh em vô tin tưởng, nói chung là tin tưởng cái thằng bán là một chuyện. Ừ mình thấy, ừ thấy anh lớn của mình vô úp cái chữ là ừ chắc thằng này uy tín lắm, nhảy vô mua dính cấu diện chi đó. Tức là tức vậy mà anh sẽ chèn cái hình đó vào cái này cho anh em coi. Anh em nhìn xuống không là anh em biết rồi đó, nó không phải là tem zin, bảo đảm luôn đó. Còn nhắc về cái chuyện mà tem thì xin thưa với anh em luôn, hiện bây giờ tem trên thị trường nha, riêng về tem Quy Thái chỉ còn sản xuất đúng, có nghĩa là Hyundai Thái An chỉ còn sản xuất đúng là đời 2000, 2001. Còn đời 99, 98, 97 của Quy Thái 100 không còn sản xuất nha anh em, không còn sản xuất luôn đó. Chỉ một là bây giờ còn hàng tồn, nhưng mà Mạnh nói với anh em rồi đó, tồn bao keo không, bao keo tôi chơi đúng không, bao dán không, ông dán cho tôi đi, dán dính tôi cho trả thêm tiền chơi đó. Nhưng mà phải đúng tồn nha anh em, phải biết coi đồ tồn nha, chứ nghe mà người ta nói tồn anh em nhảy anh em mua có tiếng hết luôn. Mấy người bán đồ tồn có tiếng hết luôn, tin không, tin người ta có tiếng mà. Anh em nghĩ là ừ chắc thằng này có tiếng lắm, nó không có lệ thuốc mình, không có đâu anh em, nó thì không có đâu. Đôi khi người ta bị thuốc mà người ta còn không biết, người ta lấy cái nguồn nguồn hàng á, thằng bán cho họ, họ cũng đi lấy lợi mà, thằng bán cho họ nói đồ tồn nè đó, rồi họ về họ bán cho anh em đồ tồn thôi. Người ta thuốc, bị thuốc mà người ta còn không biết mà. Nói thật sự với anh em không có tồn đâu, tồn đâu mà có hoài. Riêng về cái tem, nói cái này luôn nha, riêng về cái tem Quay Thái 100 và Quay Thái 110, nó có một cái loại tem tồn của Ham, có một loại tem hàng tồn cái Ham. Mình để cái hình ảnh đây nha, đó đó anh em coi chưa, coi được cái hình đâu phải không. Cái tem này là tem tồn của Ham nha, đó là một cái tem linh kiện thay thế cho cái tem mà trên xe của anh em. Nói chung là nó giống là 90, nó chỉ khác một vài chỗ thôi anh em, nó chỉ khác một vài chỗ thôi đó. Thì bây giờ ngoài thị trường nó bắt đầu nó lại chơi cái chiêu này nè anh em, nó đi in cái tem nha, nó đi in cái tem, nó in luôn cái chữ Ham vô trong đó, nó nói là tem Ham mới sản xuất cho Quay Thái 110 và Quay Thái 100, nó bán cho anh em một bộ 1 triệu mấy. Không có đâu, trời ơi tem in đó thiệt, thằng Ham nó không có sản xuất đâu anh em. Tại vì sao, thằng nhà máy Thái Lan bỏ mẫu rồi, mắc mới gì nó sản xuất, không có. Thiệt anh nói, thiệt anh em luôn, cái tem Ham là cái tem trong
Hồi nãy Mạnh có cho anh em coi đó, là nguyên một cái, nó nằm trong nguyên một cái khung gì đó, hình chữ nhật gì đó, anh em về em gỡ ra, chứ không phải là rồi từ miếng như cái tem của Thái Lan, chính hãng Thái Lan đó. Nó bán 1 triệu mấy một bộ, nhưng mà tem in đó, bảo đảm với anh em luôn, tem in đó. Làm gì mà còn vụ mà ham mới sản xuất, không có đâu, bán 1 triệu mấy một bộ, anh em mua đi, anh em bị thuốc chết luôn. Và cái chiến sau này nè, Mạnh với anh Tài đặt bên Thái thiết kế là cái phong luôn anh em, có nghĩa là hôm trước nó có sai về cái phong nha, nhưng mà chiến này về cái phong cái chữ O á, nó sẽ giống luôn đó, nó sẽ giống hoàn toàn luôn. Nhưng mà nếu mà anh em đặt cái tem của Mạnh và kế cái tem quay Thái zin theo xe, anh em gà từ trên xuống 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 dưới, nó sẽ có một vài điểm nó khác, nó không thể nào giống 100% được. Ngay cả cái tem ham mà bây giờ nó in nó cũng vậy thôi. Tại thật sự nếu mà Mạnh làm được là nó phải làm được, đúng không? Nhưng mà Mạnh Mạnh làm, Mạnh nói tem in là tem in, nó chơi nó in thêm cái chữ ham vô trong đó, nó bỏ vô trong một cái bao bì đó, nó bán cho anh em 1 triệu mấy, 1 triệu mấy một cái bộ tem nóng lạnh luôn đó. Ngồi chơi cái gì, nó thật sự với anh em là không đâu. Quan trọng á, là anh em cho tiền thiết kế bao nhiêu, cho cái thằng thiết kế bao nhiêu tiền để nó ngồi nó làm cho đúng cái tem theo xe của anh em. Cái tiền thiết kế nó giá nó mắc lắm anh em đó, nhưng mà nó đã được chịu đâm anh em rồi, nó bán 10 bộ tem vậy thôi là nó đã lấy lại cái tiền thiết kế rồi đó, nên nó không có ngại cái chuyện đó đâu. Bây giờ tem tồn mình còn nữa, bắt đầu nó thấy anh em chơi chiều 110 nè, nó quay qua nó chơi cái chiêu đó. Nhưng mà nói thật với anh em luôn, anh em đừng có mê giùm em, nếu mà thật sự đúng tồn thì anh em mua, nhưng mà tồn bao keo anh em mua giùm em. Còn nếu mà tồn không bao keo mua về làm gì, dán có dính đâu. Còn mấy cái thằng hàng mới bây giờ nói thẳng luôn là nếu mà mới 97, 98, 99 tem không có nha anh em đừng có mua. Bữa hổm có một con khách của Mạnh nó đi mua ngoài Hà Nội cái bộ tem 550, nó nói bộ tem Thái Vin gì đó, cũng bỏ vô từng bọc luôn đó. Chụp hình qua cái Mạnh chụp nguyên cái tem của Mạnh mua có 180.000 ngoài chợ Tân Thành đó, chụp gửi qua y thinh không khác miếng nào luôn đó. Mạnh mua 180, có nghĩa là nếu mà nó lấy số lượng nhiều nó còn rẻ hơn nữa, nó về nó bỏ vô từng bịch, nó in cái bao bì Honda, nó in nó bỏ vô cái nó bán cho anh em 550, lời ngập luôn. Và Mạnh nói với anh em rồi, cái tem Honda, cái tem trên bao bì để dán bao bì Honda nó giả, nó nhái được hết, tem mới, tem tồn, tem tiết gì đó, dấu cánh chim ẩn, cánh chim hiện hay là chữ H gì nó làm được hết anh em. Anh em phân biệt bằng cái cách mà bữa hổm mình nói với anh em rồi đó, xé cái tem nó ra đi rồi biết, xé cái tem nó ra, có nghe anh cố anh em lột cái tem nó ra đi, anh em sẽ biết à. Nếu mà anh là em lột ra chân chu là xin thua, cái tem nó tem bậy rồi đó. Còn anh em mà lột ra từ lớp nó không thể nào ra hết nha, từ lớp nha, tem hãng anh em đó. Bây giờ cái gì nó làm cũng được anh em ơi, nó vì tiền cái gì nó cũng làm được nha. Nhưng mà anh em mua hàng anh em phải tỉnh mới được, còn không là anh em bị đâm chết luôn. Không, cái đó em nói thiệt, anh em mua hàng anh em phải tỉnh táo đó, đừng có thấy mà người ta có tiếng rồi mua, ngay cả bây giờ anh em mua hàng mà Mạnh cũng như vậy nữa, anh em phải tỉnh táo nha. Tại đôi khi có những cái hàng Mạnh Mạnh nói thật mà sự mà Mạnh gửi cho khách, khách ngược gửi ngược trả vậy Mạnh á, có chứ không em, có lỗi cho anh em, có lỗi chứ. Nhưng mà quan trọng á là lỗi, tôi chấp nhận cái lỗi của tôi chấp nhận cái ngu của tôi để tôi rút ra cái bài học, tôi chấp nhận đền cho khách, tôi chấp nhận bù tiền cho khách, tôi không có ngại cái chuyện đó đó, chứ tôi không có ngại ngu đó. Ngu nó ngu anh em, không có ngại. Tại vì sao, nếu mà mình đã làm như vậy rồi, khách gửi về rồi là mình có thêm một cái kinh nghiệm đó, khách chỉ cho mình một cái là mình có thêm một kinh nghiệm. Thật sự với anh em á, nghiêng về cái gì cái được đầu quay Thái á, không có ai mà biết hết được đâu, mỗi anh em chỉ biết một ít, người ta chỉ mình một ít đó, thì từ từ mới cứng được. Nhưng mà cứng cũng không biết hết được, nói thiệt với anh em luôn, không thể nào biết hết được đó. Nên nói là riêng về cái vụ tem nha, riêng về cái vụ tem anh em để ý giùm Mạnh, khẳng định với một câu luôn là tem
Jin quay thái 100, 97, 98. Tem Jin quay thái 110, đời 99, không còn hàng mới để sản xuất nha. Không còn. Đó, nên anh em đi ra ngoài đường mà anh em thấy thằng nào mà không bán mà hô hàng mới này kia rồi đó, dạ không hỏi đâu anh em, tem in không. Đó. Rồi, cảm ơn anh em xem clip.